Đây, hôm nay mình ra đây mình thu hoạch trái bầu. Bây giờ mình cắt bí nè. Trái bầu nè, trời ơi bầu cưng quá à. Già Dở quá đưa luôn bên rồi đó. đây ra. Vô được ngay. Rồi đi tiếp luôn rồi. Tiếp một cắt để đâu, rổ đâu. Hey. Nó bị xì xì vậy nó, hả? Nó bị đây nè. Cắt luôn đi ngoại ơi. Mẹ chứ bị gì đâu có gì đâu ấy. Cắt đây đi. Ôi cưng quá. Trời ơi. Nó cái này sao ta? Cái này